Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchan. Trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow đang ồ ạt vượt sông Volchia và tấn công vào trung tâm Volchan ở bờ Nam. Cụ thể, nhóm miền Bắc của Nga tiếp tục chiến đấu ở khu vực biên giới Kharkov với cường độ cao. Họ đã vượt sông Volchia ở trung tâm Volchan và đang chấn giữ các vị trí trên phố Kharkovskaya, các nguồn tin Ukraine viết. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận thành công của đối phương. Tại Volchan, các nhóm xung kích Nga đã vượt qua sông Volchia ở phía nam nhà máy tổng hợp. Ngoài ra, các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra nhằm giành lấy các tòa nhà cao tầng ở phía bắc thành phố. Một chút về phía đông, các trận cận chiến với đối phương vẫn tiếp tục, UAV vẫn đang tiếp tục hoạt động. Người Nga đã xây dựng một công sự ở phía bắc khu vực và đang đưa vào các thiết bị kỹ thuật mới. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, theo hướng Kharkov, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công 3 lần tại các khu vực Volchan và Golubokoye. Ngược lại, quân đội Nga cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra, theo hướng Lipsky trong trung tâm khu định cư. Nhóm miền Bắc đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Kiev, tiêu diệt tới 20 tay súng. Kênh Ridovka đưa tin chi tiết hơn. Tại Volchan, Nga tăng tốc truy kích các đơn vị Ukraine đang rút lui từ khu vực đường Sobolnaya và Gagarin, vượt sông Volchia và ngay lập tức chiếm được chỗ đứng trong trường kỹ thuật nông nghiệp. Sau đó, lực lượng Moscow ở bờ Nam đã mở rộng đầu cầu và nắm quyền kiểm soát một khu rừng trên đường Ivan Franka và Kharkovskaya. Kết quả mang tính đột phá này của Nga có thể xảy ra do Ukraine thiếu lực lượng dự bị. Bộ Chỉ huy Ukraine triển khai lực lượng sẵn có để bảo vệ một đầu cầu khác ở phía tây thành phố, trong khu vực nhà ga. Lực lượng Kiev bắt đầu rút lui qua sông từ khu vực phía bắc Volchan nhằm sử dụng các nguồn lực để ổn định tình hình. Kênh RV Voenkory đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhóm quân trung tâm đã chính thức giành quyền kiểm soát khu định cư Voskhod và tiếp tục tiến về Pokrov, một thành phố lớn nằm cách phía tây Avdiivka, chừng 20 km. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm đã đánh bại lực lượng Kiev, chiếm làng Voskhod ở khu vực Ocheretin thuộc vùng Donetsk và cải thiện vị trí chiến thuật dọc tiền tuyến. Ukraine chặn Nga ở Kharkiv, Moscow xếp một thành phố ở Donetsk. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua ác liệt trên khắp mặt trận, đặc biệt ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk. Ngày 11 tháng 7, ông Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm quân Khotysia của Ukraine cho biết, ở tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại các khu vực đã mất và đánh hạ quân Nga, theo tờ Kiev Independent. Ở mặt trận này, ông Voloshin cho biết quân Nga mất hơn 180 binh sĩ, một số xe chiến đấu bọc thép, 9 hệ thống pháo, 11 xe cơ giới cùng các trang thiết bị quân sự và 70 hầm trú ẩn trong ngày. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 11 tháng 7, Kiev Independent dẫn lời ông Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine rằng Ukraine đã ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm tiến công và kiểm soát làng Borova, tỉnh Kharkiv. Nga không chiếm được khu vực nào và hiện tình hình đang nằm dưới sự kiểm soát của lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine. Trước đó vào tháng 6, lữ đoàn này cho biết nhiệm vụ trước mắt của quân Nga là tiến đến làng Chernetchina, Pershochanvini rồi chiếm làng Borova đều ở tỉnh Kharkiv. Điều này sẽ cho phép quân Nga tiến đến tỉnh Luhansk. Ở mặt trận Donetsk, ông Voloshin cho biết tình hình ở thành phố Torez không có thay đổi đáng kể vì giao tranh ác liệt vẫn xảy ra ở ngoại ô thành phố khi Nga tích cực dùng lực lượng không quân gồm bom lượn và tên lửa để tấn công dồn dập vào thành phố. Ông Voloshin nói thêm rằng quân Nga có ý định tiến vào thành phố này và lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội đó. Ông Voloshin cho biết quân Nga mất hơn 40 binh sĩ, một số hệ thống pháo và một phương tiện cơ giới ở hướng này. Cũng theo ông Voloshin, trong ngày 11 tháng 7, Nga mở 24 cuộc tấn công ở gần các khu định cư ở tỉnh Donetsk là Vinnytsia, New York, Torez và Delivka. Hiện tại, lực lượng Ukraine đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát làng New York, nơi quân Nga đang tích cực mở các đợt tấn công. Nga giành thêm đất ở Donetsk, công bố thương vong lớn của Ukraine. Cập nhật chiến sự ngày 11 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và giành quyền kiểm soát làng Voskhod, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.
Bộ này cũng cho biết các nhóm quân của Nga ở khắp tiền tuyến đã tấn công vào các lữ đoàn Ukraine, gây thương vong lớn. Đáng chú ý nhất là nhóm tác chiến phía Nam của Nga gây ra khoảng 700 thương vong cho quân đội Ukraine, cũng như phá hủy một xe tăng, một bệ phóng tên lửa đa nòng RAT, cũng như nhiều thiết bị quân sự khác. Theo đó, nhóm tác chiến phía Nam tấn công các lữ đoàn Ukraine ở gần khu định cư Chasivya, Konstantinovka, Kurakovo và Ilyanka đều ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây thương vong cho 5 lữ đoàn quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Basovka, Novenkoye và Veselovka ở tỉnh Sumy, Funchal và Lipsy ở tỉnh Kharkiv. Hậu quả là Ukraine mất 355 nhân sự, một xe tăng và 6 xe bán tải cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Còn nhóm tác chiến phía Tây của Nga gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine ở gần các khu định cư Sinkovka và Berestovoye ở tỉnh Kharkiv và tại rừng Serebryansky ở tỉnh Donetsk, khiến 460 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân cùng nhiều trang thiết bị khác. Mỹ công bố gói viện trợ cho Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Washington DC, Mỹ, ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 225 triệu USD cho Ukraine, theo Kiev Independent. Đây là gói viện trợ thứ 8 được chính quyền ông Biden thông qua kể từ cuối tháng 4 khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ khủng trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine. Sau đó, cũng trong ngày 11 tháng 7, Lầu Năm Góc thông báo danh sách đầy đủ các thiết bị và đạn dược mà Ukraine sẽ nhận được trong gói viện trợ mới nhất này. Gói này bao gồm một hệ thống phòng không Patriot, đạn dược cho hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa phòng không Stinger. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống tăng Javelin AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ cũng như phụ tùng thay thế, bảo trì và các thiết bị phụ trợ khác. Nga tiếp tục tiến công, hạ hàng nghìn lính Ukraine trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày qua cho biết, lực lượng Nga ngày 10 tháng 7 phá hủy một trạm radar và 3 bệ phóng tên lửa đất đối không HUC của Ukraine do Mỹ sản xuất, đồng thời tấn công vào lực lượng quân sự và thiết bị quân sự của đối phương tại 131 điểm, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua tấn công 6 lữ đoàn Ukraine và gây ra khoảng 275 thương vong cho đối phương. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga tiến đến vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine. Tại khu vực do nhóm chiến đấu phía Tây chịu trách nhiệm, Ukraine tổn thất 495 binh sĩ, 1 xe tăng, 8 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, 1 pháo tự hành D-20, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm radar. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga gây thương vong cho khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong ngày 10 tháng 7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 510 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder, 2 xe cơ giới và 2 khẩu pháo D-30. Nhóm chiến đấu phía Đông của Nga ngày qua cũng giành được vị trí thuận lợi và khiến Ukraine tổn thất 140 binh sĩ, 3 xe cơ giới và nhiều lựu pháo. Trong ngày, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga phá hủy một kho đạn pháo của Ukraine và gây ra khoảng 85 thương vong cho đối phương. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 10 tháng 7 bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, 4 tên lửa chiến thuật ATAK, 4 quả bom thông minh Hammer và 55 UAV của Ukraine. Nga cảnh báo NATO về nguy cơ Thế chiến 3. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo rằng các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3. Đại sứ Anatoly Antonov cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang tái khẳng định bản chất gây hấn của liên minh này. Ông chỉ trích Mỹ và các đồng minh vì tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự, điều mà ông cho là đe dọa hòa bình thế giới. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO từ ngày 9 đến 11 tháng 7 ở Washington, các lãnh đạo NATO dự kiến tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và thực tế là mở đường cho Thế chiến 3. Ông cho rằng sự tuyệt vọng của các nước này do không thể đánh bại Nga bằng việc sử dụng Ukraine làm lá chắn là lý do chính.
Antonov nhấn mạnh rằng trong các sự kiện ở Washington, ông không nghe thấy lời nào về hòa bình mà chỉ có sự cuồng loạn chiến tranh và xúc phạm đối với Nga. NATO, theo ông, đang đe dọa người dân của chính họ và biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu quân sự để hỗ trợ Ukraine. Antonov cho biết chính sách của Mỹ và các đồng minh đang gặp sự phản đối toàn cầu. Ông khẳng định rằng các nước Đông và Nam bán cầu không quay lưng lại với Nga và ủng hộ mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới công bằng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng, tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục nói lên sự thật với thế giới, dù các chính phủ và truyền thông phương Tây từ chối nghe. Ông Peskov chỉ trích sự cuồng loạn trên các phương tiện truyền thông phương Tây và khẳng định rằng Moscow sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình. Tuyên bố của Peskov được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công một bệnh viện nhi ở Kiev mà Nga khẳng định rằng mục tiêu thật sự là một nhà máy tên lửa và rằng bệnh viện bị trúng tên lửa phòng không của Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều tiếp tục cáo buộc lẫn nhau trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Ukraine sẽ chặn đứng Nga trong chiến dịch quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Washington kêu gọi NATO tăng cường phòng không và cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, đại sứ Antonov đã cảnh báo rằng việc Mỹ bơm vũ khí sát thương cho Ukraine là một dự án vô ích và rằng Washington không nghĩ đến hậu quả toàn cầu của một thảm họa đang đến gần do chính sách nguy hiểm của mình. Ukraine bác tin Nga chiếm được một làng ở Donetsk. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Kiev cáo buộc Moscow tăng cường pháo kích trên khắp lãnh thổ Ukraine. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng quân đội Nga ngày qua tiếp tục pháo kích ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Người đứng đầu của quản lý quân sự tỉnh Kharkiv, ông Ole Sinihubov nói rằng Nga phản kích vào làng Statine, tỉnh Kharkiv 6 lần trong ngày 10 tháng 7, khiến một dân thường thiệt mạng và gây hỏa hoạn trong khu vực. Người đứng đầu của quản lý quân sự tỉnh Mykolai, ông Vitaly Kim báo cáo về vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Voznesen, Mykolai, khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương. Trong số những người bị thương có thị trưởng thành phố Voznesen. Tương tự, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kherson, ông Alexander Prokudin cũng nói rằng quân đội Nga ngày qua tấn công một cơ sở giáo dục, một tòa chung cư và 18 ngôi nhà ở Kherson. Các đợt tấn công làm một người chết và 4 người bị thương. Trong ngày, tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oletchuk nói rằng lực lượng phòng không nước này bắn hạ 14 trong số 20 máy bay không người lái UAV Shahed của Nga trong đêm 10 tháng 7 trên bầu trời các tỉnh Odessa, Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Vinnytsia và Rivne. Theo ông Oletchuk, quân đội Nga phóng UAV vào Ukraine từ thị trấn Primorsko, Atat, tỉnh Krasnodar Krai, Nga và phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 4 tên lửa hành trình KH-59, KH-69 từ bán đảo Crimea. Ngày 10 tháng 7, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotitsia của Ukraine, ông Naza Voloshin, bác thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát làng Yabnobrodivka, thành phố Pokrov, Donetsk. Một ngày trước đó, Bộ Chỉ huy Nga báo cáo rằng quân đội nước này chiếm được làng Yabnobrodivka và cải thiện vị trí chiến thuật ở đây. Đó là một lời nói dối. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang kiểm soát tình hình gần ngôi làng này, ông Voloshin nói với Ukrinform. Ông Voloshin nói thêm rằng tổn thất của Nga ở làng Yabnobrodivka trong ngày qua là 99 binh sĩ thiệt mạng và 175 binh sĩ bị thương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10 tháng 7 thống kê thiệt hại của Nga từ đầu chiến sự. Theo công bố từ phía Ukraine, Moscow tổn thất 554.510 binh sĩ từ tháng 2 năm 2022, trong đó có 1.110 binh sĩ thương vong trong ngày qua. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội nước này đã tấn công vào 8.180 xe tăng, 15.715 thiết giáp, 15.051 hệ thống pháo, 1.115 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, 883 hệ thống phòng không, 361 máy bay và 326 trực thăng, 11.973 UAV, 2.331 tên lửa hành trình
28 tàu thuyền, 1 tàu ngầm, 20.269 phương tiện và xe chở dầu của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Hiện phía Nga vẫn chưa có bình luận gì về các con số mà Ukraine đưa ra. Nga tiếp tục tiến công, hạ hàng nghìn lính Ukraine trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày qua cho biết, lực lượng Nga ngày 10 tháng 7 phá hủy một trạm radar và 3 bệ phóng tên lửa đất đối không HUC của Ukraine do Mỹ sản xuất, đồng thời tấn công vào lực lượng quân sự và thiết bị quân sự của đối phương tại 131 điểm, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua tấn công 6 lữ đoàn Ukraine và gây ra khoảng 275 thương vong cho đối phương. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga tiến đến vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine. Tại khu vực do nhóm chiến đấu phía Tây chịu trách nhiệm, Ukraine tổn thất 495 binh sĩ, 1 xe tăng, 8 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, 1 pháo tự hành D20, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm radar. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga gây thương vong cho khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong ngày 10 tháng 7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 510 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder, 2 xe cơ giới và 2 khẩu pháo D-30. Nhóm chiến đấu phía Đông của Nga ngày qua cũng giành được vị trí thuận lợi và khiến Ukraine tổn thất 140 binh sĩ, 3 xe cơ giới và nhiều lựu pháo. Trong ngày, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga phá hủy một kho đạn pháo của Ukraine và gây ra khoảng 85 thương vong cho đối phương. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 10 tháng 7 bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, 4 tên lửa chiến thuật ATAK, 4 quả bom thông minh Hammer và 55 UAV của Ukraine. Nga cảnh báo NATO về nguy cơ Thế chiến 3. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo rằng các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3. Đại sứ Anatoly Antonov cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang tái khẳng định bản chất gây hấn của liên minh này. Ông chỉ trích Mỹ và các đồng minh vì tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự, điều mà ông cho là đe dọa hòa bình thế giới. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO từ ngày 9 đến 11 tháng 7 ở Washington, các lãnh đạo NATO dự kiến tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và thực tế là mở đường cho Thế chiến 3. Ông cho rằng sự tuyệt vọng của các nước này do không thể đánh bại Nga bằng việc sử dụng Ukraine làm lá chắn là lý do chính. Antonov nhấn mạnh rằng trong các sự kiện ở Washington, ông không nghe thấy lời nào về hòa bình mà chỉ có sự cuồng loạn chiến tranh và xúc phạm đối với Nga. NATO, theo ông, đang đe dọa người dân của chính họ và biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu quân sự để hỗ trợ Ukraine. Antonov cho biết chính sách của Mỹ và các đồng minh đang gặp sự phản đối toàn cầu. Ông khẳng định rằng các nước Đông và Nam bán cầu không quay lưng lại với Nga và ủng hộ mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới công bằng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng, tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục nói lên sự thật với thế giới, dù các chính phủ và truyền thông phương Tây từ chối nghe. Ông Peskov chỉ trích sự cuồng loạn trên các phương tiện truyền thông phương Tây và khẳng định rằng Moscow sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình. Tuyên bố của Peskov được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công một bệnh viện nhi ở Kiev mà Nga khẳng định rằng mục tiêu thật sự là một nhà máy tên lửa và rằng bệnh viện bị trúng tên lửa phòng không của Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều tiếp tục cáo buộc lẫn nhau trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Ukraine sẽ chặn đứng Nga trong chiến dịch quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Washington kêu gọi NATO tăng cường phòng không và cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, Đại sứ Antonov đã cảnh báo rằng việc Mỹ bơm vũ khí sát thương cho Ukraine là một dự án vô ích và rằng Washington không nghĩ đến hậu quả toàn cầu của một thảm họa đang đến gần do chính sách nguy hiểm của mình. NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ tập trung 3 chủ đề nóng. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra tại Mỹ
tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm khả năng răn đe và phòng thủ, sự hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO với các đối tác. Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khai mạc ở thủ đô Washington DC, Mỹ hôm 9 tháng 7 giờ địa phương và kéo dài tới ngày 11 tháng 7. Thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi NATO tròn 75 tuổi, vừa chào đón thành viên thứ 32 và tình hình thế giới có nhiều biến động. Trên trang web của mình, NATO cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà liên minh đang đối mặt và nhằm đảm bảo rằng NATO vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức có thể xảy ra. Theo đó, ba chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh NATO lần này là khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO và các đối tác. Về khả năng răn đe và phòng thủ, NATO cho rằng sau một loạt sự kiện gần đây, khối đã triển khai khả năng phòng thủ tập thể lớn chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả đồng minh từ trên bộ, trên biển, trên không, trên không gian mạng và trong vũ trụ. Theo hãng tin Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong hơn 3 thập niên qua. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho là sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch này. Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết, các nhà hoạch định quân sự của liên minh đã xác định các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ liên minh. Phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. NATO có thể sẽ đặt ra các mục tiêu năng lực đòi hỏi khắt khe hơn cho các đồng minh. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng răn đe của chúng tôi đang và sẽ vẫn mạnh mẽ, vị quan chức này cho biết. Về hỗ trợ Ukraine, phía NATO cho rằng các thành viên tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ ở mức chưa từng có cho Kiev. Theo hãng tin AP, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, các nhà lãnh đạo khối sẽ thông qua kế hoạch mới nhằm phối hợp cung cấp thiết bị cho Ukraine và huấn luyện cho lực lượng này. NATO cũng cho biết tất cả các thành viên liên minh đều đồng ý về việc kết nạp Ukraine làm thành viên và cánh cửa NATO luôn rộng mở cho Ukraine. Dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO khi vẫn đang trong xung đột là điều khó có thể xảy ra. Về việc hợp tác với các đồng minh, trong hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho sẽ tiếp tục thảo luận về quá trình hợp tác với các đối tác chủ chốt, bao gồm các nước châu Âu, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ là nhiệm vụ cấp bách nhất trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Ông Stoltenberg cũng tiết lộ trong hội nghị lần này, các nước NATO sẽ đồng ý một cam kết tài chính cho Ukraine, cũng như mong các nước hỗ trợ quân sự nhanh hơn cho Ukraine và có nhiều hiệp định an ninh song phương hơn. Bà Pelosi nói chuyện tranh cử của ông Biden. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 10 tháng 7 nói rằng, việc Tổng thống Joe Biden có tiếp tục chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 hay không phụ thuộc vào quyết định của chính ông Biden, theo hãng tin AP. Quyết định có ra tranh cử hay không tùy thuộc vào Tổng thống, chúng tôi đều khuyến khích ông ấy đưa ra quyết định vì thời gian không còn nhiều nữa, bà Pelosi nói. Cho đến nay, Tổng thống Biden vẫn kiên quyết tiếp tục chiến dịch tái tranh cử, bất chấp việc ngày càng có nhiều lo ngại liên quan vấn đề sức khỏe và tuổi tác của nhà lãnh đạo Mỹ sau phiên tranh luận kém thuyết phục của ông trước cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng trước. Theo AP, nhờ sự uy tín trong đảng và mối quan hệ đồng minh lâu năm với ông Biden, bà Pelosi được coi là một trong số ít nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tổng thống. Khi được hỏi liệu cá nhân bà có muốn ông Biden tiếp tục tranh cử hay không, bà Pelosi nói, tôi muốn ông ấy làm bất cứ điều gì ông ấy muốn, bất cứ điều gì ông ấy quyết định, chúng tôi sẽ làm theo. Bà Pelosi cũng lưu ý rằng đã yêu cầu các nghị sĩ đảng Dân Chủ kiềm chế đưa ra bất kỳ ý kiến nào về ông Biden cho đến khi hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kết thúc. Ông Biden đang chủ trì thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mỹ từ ngày 9 đến 11 tháng 7. Hơn 30 nguyên thủ quốc gia có mặt ở đây. Điều đó có nghĩa ông Biden đang tổ chức các cuộc thảo luận và thiết lập chương trình nghị sự, và ông ấy đang làm điều đó một cách tuyệt vời.
tôi đã nói với mọi người rằng hãy tạm gác lại mọi suy nghĩ để theo dõi sự kiện tuần này. Dù vậy, tôi rất tự hào về Tổng thống, bà Pelosi nói thêm. Nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn đang chia rẽ về vấn đề ông Biden và khó giữ im lặng về vấn đề này. Đêm 9 tháng 7, giờ Mỹ, Thượng nghị sĩ Michael Bennet thuộc Đảng Dân Chủ nói với đài CNN rằng ông Trump đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử một cách áp đảo và giành luôn cả Thượng viện và Hạ viện nếu ông Biden vẫn tiếp tục cuộc đua. Đáp lại, người phát ngôn chiến dịch tranh cử Tổng thống Biden, ông Kevin Munoz nói, không ai cam kết đánh bại ông Donald Trump và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta hơn ông Joe Biden, và ít ai hiểu rõ như ông Biden về tầm quan trọng của việc xuất hiện và vận động tranh cử. Loạt chính trị gia NATO lo ông Biden không đấu nổi ông Trump. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện không tốt trong phiên tranh luận trực tiếp lần một với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ khiến chính trường và người dân nước Mỹ băn khoăn, mà cả các chính trị gia nhiều nước đồng minh cũng bày tỏ sự quan ngại. Tờ Politico ngày 6 tháng 7 cho biết, mình vừa phỏng vấn một loạt chính trị gia là lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước đồng minh Mỹ trong khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan ông Biden và phiên tranh luận vừa rồi. Theo Politico, nhiều chính trị gia NATO mà tờ này phỏng vấn đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tuổi tác, sức khỏe và khả năng giành chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Politico cho biết đã trao đổi với 20 người có liên quan đến NATO hoặc liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Mỹ. Các chính trị gia này phần lớn ủng hộ ông Biden tái đắc cử, lo ông Trump trở lại nắm quyền sẽ gây tổn hại đến liên minh NATO và làm tê liệt nỗ lực viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các chính trị gia châu Âu bất an với màn thể hiện tranh luận của ông Biden và lo ngại rằng ông Biden có thể không đủ sức mạnh đánh bại ông Trump và lãnh đạo một siêu cường toàn cầu trong nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ông Ian Bremmer, chủ tịch của Eurasia Group, công ty tư vấn rủi ro chính trị, trụ sở ở Mỹ cho biết, ông đã trực tiếp nghe được những lo ngại về tình trạng của ông Biden từ nhiều nhà lãnh đạo G7 và châu Âu. Theo ông Bremmer, những lo ngại về ông Biden và sự hoảng loạn về ông Trump đang ngày càng tăng ở châu Âu. Không cần phải là thiên tài mới thấy rằng Tổng thống đã già. Chúng tôi không chắc rằng, ngay cả khi ông ấy thắng cử, ông ấy có thể trụ thêm được 4 năm nữa. Politico dẫn lời một chính trị gia một nước NATO. Thành thật mà nói, thật đau lòng khi phải chứng kiến phiên tranh luận này. Tất cả chúng ta đều muốn ông Biden có nhiệm kỳ thứ hai để tránh phải đối phó với ông Trump một lần nữa. Nhưng điều này không thực sự đáng tin cậy, một quan chức Liên minh châu Âu nói về cuộc tranh luận. Thậm chí, trao đổi với Politico trước khi Anh có thủ tướng mới vào ngày 6 tháng 7, một bộ trưởng Anh đã thẳng thắn đặt câu hỏi rằng liệu các nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ có thể hành động cùng nhau và khiến ông Biden nghỉ hưu để chúng ta có cơ hội có một ứng cử viên đáng tin cậy đối với cử tri không? Với tôi, có vẻ như sẽ rất khó khăn để ông ấy tiếp tục chiến dịch của mình và tiếp tục tại vị. Politico dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao EU, vị chính trị gia này đề nghị Đảng Dân Chủ nên cân nhắc mọi lựa chọn. Trong số các chính trị gia công khai bày tỏ lo ngại, có ông Donald Tusk, thủ tướng trung dung của Ba Lan, rằng ông Biden chắc chắn có vấn đề, các phản ứng không rõ ràng. Chính trị gia Marie Agnes Strack-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đức cho rằng, nếu Trump thắng cử lần nữa thì do Đảng Dân Chủ không thể đưa ra một ứng cử viên mạnh mẽ chống lại ông ấy. Nghị sĩ Dân Chủ ủng hộ bà Harris thay ông Biden đấu với ông Trump. Trong cuộc gặp các thống đốc Đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ những lo ngại về màn tranh luận không mấy suôn sẻ trong cuộc đua Tổng thống 2024 của ông với cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời đưa ra giải pháp để có những màn thể hiện tốt hơn. Theo tờ Business Insider đưa tin ngày 4 tháng 7, sau màn tranh luận với giọng khàn khàn, lắp bắp và suy nghĩ không rành mạch, ông Biden hiện đang phải đối mặt những lo ngại về sức khỏe của ông từ những người ủng hộ, thậm chí có cả những đảng viên Dân Chủ yêu cầu ông rời bỏ cuộc đua Tổng thống 2024. Trong cuộc gặp hôm 3 tháng 7, ông Biden đã trấn an các thống đốc Đảng Dân Chủ, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng đánh bại ông Trump. Theo các nguồn thạo tin, ông Biden nói với các thống đốc rằng ông chỉ cần ngủ nghỉ nhiều hơn và làm việc ít giờ hơn, bao gồm việc giảm tham dự các sự kiện sau 8 giờ tối. Trước đó, cuộc tranh luận của ông Biden và ông Trump diễn ra vào 9 giờ tối 27 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đài CNN, giải pháp này không được các thống đốc tán thành cho lắm. Đội ngũ tranh cử của ông Biden hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Business Insider về thông tin này. Trước đó, đội ngũ tranh cử của ông Biden cho rằng ông Biden không thể hiện tốt trong cuộc tranh luận là do cảm lạnh và jet lag.
xây máy bay do lệch múi giờ sau những chuyến công du trước ngày tranh luận. Hiện tại, một số hàng nghị sĩ dân chủ đang đặt câu hỏi liệu ông Biden có nên rời cuộc đua tổng thống 2024 hay không. Đáng chú ý, hàng nghị sĩ dân chủ Jim Clyburn, một đồng minh thân cận của ông Biden, đã thảo luận về việc ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống nếu ông Biden rời khỏi cuộc đua. Một nguồn tin ẩn danh nói với CNN rằng các nghị sĩ dân chủ tại Hạ viện đang để cho ông Biden một không gian để quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Trong khi đó, ông Biden có một sự kiện quan trọng cần chuẩn bị kỹ càng, đó là cuộc phỏng vấn với đài ABC vào ngày 5 tháng 7. Đây sẽ là cơ hội để ông Biden chứng minh ông đủ khả năng để tiếp tục cuộc đua và dập tắt những nghi ngại chỉ trích về màn tranh luận không mấy suôn sẻ của mình. Nhà Trắng lên tiếng tin ông Biden cân nhắc rời cuộc đua tổng thống sau màn thể hiện không mấy suôn sẻ của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump tuần rồi. Nhiều người, bao gồm một số đảng viên Dân Chủ, lo ngại về vấn đề sức khỏe của ông Biden và rộ lên thông tin ông Biden cân nhắc rời cuộc đua tổng thống, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu ông Biden 81 tuổi có cân nhắc bỏ cuộc hay không, hôm 3 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định là không. Bà Jean-Pierre cũng nhấn mạnh ông Biden chưa nói chuyện với các đồng minh về việc rút khỏi cuộc đua như nhiều kênh đã thông tin. Cũng trong ngày 3 tháng 7, trong cuộc gọi với đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông, Tổng thống Biden đã trấn an những thành viên đang lo lắng về sức khỏe của ông và khẳng định ông đang tiếp tục tranh cử. Trong email gây quỹ gửi đến những người ủng hộ, ở ngay phần tiêu đề, ông Biden đã ghi rằng "Tôi đang tranh cử". Tổng thống Mỹ viết rằng ông hiểu những ngày qua thật khó khăn nhưng khẳng định chắc chắn rằng ông vẫn đang tranh cử. Ông Biden cũng đang nỗ lực trấn an các đảng viên Dân Chủ rằng ông đủ sức khỏe để tái tranh cử. Ông Biden sẽ gặp gỡ các thống đốc đảng Dân Chủ vào 6 rưỡi tối 3 tháng 7 giờ địa phương. Trước đó, ông Biden cũng đã nói chuyện với lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe đa số Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và hạ nghị sĩ Dân Chủ Jim Clyburn. Ông Clyburn, người có vai trò quan trọng trong đảng Dân Chủ và trong chiến thắng của ông Biden năm 2020, đã nói với đài CNN vào hôm 3 tháng 7 rằng đảng này nên tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ thu nhỏ nếu Biden ông từ chức. Ông Clyburn là thành viên cấp cao đầu tiên của đảng nói công khai về cách thức thay thế ông Biden. Một cuộc thăm dò mới nhất của The New York Times và Siena College được công bố sau cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden cho thấy lợi thế đang nghiêng về cựu Tổng thống Trump. Theo đó, ông Trump có tỷ lệ ủng hộ là 49%, còn ông Biden là 43%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!